Chiều ngày 18 tháng 8 vừa qua, Đại tá Nguyễn Thanh Trường, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, trên địa bàn tỉnh vừa xảy ra một vụ cướp tiệm vàng. Chỉ trong vòng 10 giây đồng hồ, một đối tượng nam thanh niên đã đi vào một tiệm vàng ở Hưng Yên, dùng búa đập vào tủ kính trưng bày, cướp một lượng lớn vàng rồi bỏ chạy. Ngay sau khi nhận được tin báo, tôi đã chỉ đạo các lực lượng công an phối hợp xác minh, điều tra, truy bắt đối tượng gây án. Hiện tôi đang trên đường xuống hiện trường, Đại tá Nguyễn Thanh Trường thông tin. Ông Trần Quang Huy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đình Dù, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên cho hay, vụ việc xảy ra vào khoảng 13 giờ 21 phút chiều nay ngày 18 tháng 8 tại tiệm vàng Kim Liên có địa chỉ tại khu vực chợ Đường Cái, quốc lộ 5 thuộc thôn Thị Trung, xã Đình Dù. Một cán bộ thôn Thị Trung cho hay, chủ tiệm vàng Kim Liên là ông Phạm Văn Lâm, quê quán tại Trưng Bắc, huyện Văn Lâm. Theo hình ảnh camera giám sát tại tiệm vàng, vào thời điểm kể trên, một nam thanh niên mặc quần dài, áo dài tay màu tối, đội mũ bảo hiểm trùm kín đầu, đeo khẩu trang và đeo găng tay, và đeo túi xách và cầm theo một chiếc túi đi vào cửa hàng. Tới một tủ kính trưng bày vàng, bất ngờ đối tượng này rút từ trong túi ra một chiếc búa rồi đập vào tủ kính trưng bày vàng. Tủ kính vỡ, lập tức đối tượng này cướp một số lượng vàng lớn rồi bỏ chạy. Người phụ nữ trông coi tiệm vàng ngồi phía trong chạy ra nhưng không kịp, toàn bộ vụ việc cướp tiệm vàng chỉ diễn ra trong khoảng 10 giây đồng hồ. Vụ cướp tiệm vàng trên đang được Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên chỉ đạo điều tra làm rõ. Truy cập website accgroup.vn và nhấn đăng ký kênh YouTube Công ty Luật ACC để cập nhật được những thông tin mới nhất về pháp luật.